quay cái loại này là thái dòng mồi ha, hàng tiễn lên cho anh em ha, để cho anh em đi mồi ha nè. Còn 25 ha, nào, có mã số nước ngoài ha, 25 cực kỳ đẹp ha, thái dòng mồi ha. Ngày thì nó cũng 8 10 với Malay ha, nó 8 Malay nó 10 ha anh em, mà nó chi phí nó rẻ hơn à, rẻ hơn Malay à, chơi cũng rất là hay ha, rất là ok luôn anh em. 26 ha, 27 ha. Mấy con này mình tiễn lên cho anh em cứ coi vừa bụng vừa bắt thì đẩy à, rất đẹp luôn nè. 27 rất đẹp. 28 luôn nè, cực kỳ đẹp anh em. Anh em cứ vừa bộ mua nào thì lượm mua đó ha. 29 nè, chơi cũng rất là hay anh em. Nói chung nó cũng xém xém với Malay, ngàn ngửa với Malay ha. Ngày 8 thì Malay nó 10 gì đó, chơi rất là ok ha. 30 ha. Mốt cái hàng này thì gái gọi ha anh em, gái lai gai tới gái gọi ha, gái lai gai tới gái mạnh ha. 31 ha. 32 ha nè, 32 nè, ok. Đây, rất là ngon ha nè. Này mình có cũng vô dòng chân để mình làm dấu ha. To con cực kỳ luôn nè. Rất đẹp ha. 33, 34 nè. Cái này em vừa thấy vừa bụng mua nào thì làm muốn mất ha nè. Cực kỳ đẹp ha. 35 nè. Để cho anh em nào đi đánh mồi ha. 36 ha. À. Okay, rồi, anh em lấy con nào alo mình ha.